Em xin kính chào tất cả các bác đam mê câu cá. Hôm nay cháu đổ cá qua tra chuẩn lại về để những con máy đẹp ra tốt cho các bác. Giá em báo trong video là cho bao gồm phí ship bên em là 30.000 toàn quốc. Các bác mua hàng, kiểm tra hàng, ok thanh toán. Đối với những đơn hàng giá trị cao thì các bác vui lòng chuyển cọc cho bên em một chút. Thì đầu video các bác cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh để em ra những con máy đẹp ra tốt cho các bác nhé. Khi mình like và đăng ký thì mình sẽ thấy được video sớm hơn, sẽ chọn làm mua được những con máy đẹp và ưng ý hơn nhé. Hôm nay bên em về được rất nhiều loại máy, từ máy rẻ tiền hôm nay em về cũng được nhiều này, rẻ tiền mắc tiền có đầy đủ các bác nhé, đầy đủ tất cả các size, từ size nhỏ size to. Các bác chịu khó xem đến cuối video nhé. Em tới mã số 1 thì em có một con máy Daiwa Rigang 2000T, Rigang F 2000T. Size này thích hợp cho bác câu chép, câu ao hồ, câu tôm. Ngoài hình máy thì nó có trầy xước chút nhé. Dòng này là của Thái Lan xuất Nhật các bác nhé. Size là size 2000. Ngon bỏ rẻ, có chép, có tôm. Đặt cước ngon này. Rồi rắc câu to. Cối này là cối carbon các bác nhé, không phải cối nhựa đâu, carbon nhé. Hoạt động là bật nhẹ các bác nhé. Em bật nhẹ. Chốt chặn ok nhé. Cối này là mặt số 1 các bác nhé. Cối này nặng 220g, giá là 200.000 các bác nhé. Mặt số 1, 200.000. Tiếp tới mã số 2 em có một con máy Shimano Natsuki C5000 nhé. Đây là Natsuki 2 bản 2010 các bác nhé. Mày con này trầy xước rất nhiều các bác nhé. Trầy xước rất nhiều nhé. Ngoài hình xấu chút nhé. Size 5000. Size này thì cho mình câu được nhiều thế loại nhé. Câu ngâm, câu lăng xê nhé. Đây cái này bị hình xấu nhá. C5000. Con này cái gạt cước thì nó cũng khô dầu các bác này. Nhưng nó vẫn rất là bình thường, nhưng mà nó cái này về mình nhỏ cho tí dầu. Rồi rác. Hoạt động thì con này cũng hoạt động bình thường á. Chúng hơi khơi dầu một chút nhưng mà nó vẫn là bình thường, vòng quay bình thường, nhẹ. Chốt chặn ok. Con này cho bác về câu ngâm, câu đăng xê, rẻ. Con này là mã số 2 các bác nhé. Con này nặng 310g, giá là 700.000 nhé. Mã số 2, 700.000. Tên tên mã số 3. Mã số 3 có một con máy Shimano UTK XT. Size là size 4.000 nhé. Size 4.000 thì size này thích hợp cho bác câu ngâm, câu lăng xê. Dòng máy UTK này là của gia 3 sản xuất các bác nhé. Mấy dòng này thì cực kỳ bền nhé. Bền. Size 4.000. Câu ngâm, câu lăng xê. Đấy, mấy cái loại này bền. Size 4.000 thì cực kỳ linh động cho mình nhé. Câu nhiều thế loại. Giật tức con này. Rồi rắc máy. Hoạt động em bật nhé. Chất chặn ok. Hình thì nó có trầy xước chút nhé. Con này là mã số 3 các bác nhé. Con này nặng 350g, giá là 95.000 nhé. Mã số 3, 95.000.
Nên tới mà số 4. Mà số 4 này có một con máy Daiwa Groggat size 4000 nhé. Size 4000 có Daiwa này thì tầm size 8000 Shimano các bác nhé. Size này thích hợp cho bác câu bạc bãi bờ biển, câu cá tra bò đánh cá lớn nhé. Form mà không lớn các bác nhé. Con máy lớn nhé. Ngoại hình con này nó còn rất đẹp các bác nhé, này nó còn rất rất đẹp, đít này, bóng loáng này, xe này cho bác đánh cá lớn nhé, câu bạc bãi bờ biển, ngoại hình đẹp nhé, chỉ rất nhẹ nhé, mèo thôi, cái phẩy con mèo thôi, nói chung là đẹp lắm. Gạch trước ngon lành, tờ rác hoạt động êm mượt các bác nhé, êm mượt nhẹ nhé, máy đẹp hoạt động êm mượt nhé, chốt chặn ok, máy đẹp hoạt động êm mượt. Con này là mã số 4 các bác nhé, con này nặng 640g, giá là 900.000 nhé. Các bác làm xem video ưng cái máy nào cứ nhắn vào số Zalo nhé, cần em hỗ trợ gì cứ nhắn vào Zalo em sẽ hỗ trợ cho mình nhé. Các bác làm xem video tiện tay cho em xin luôn một like và đăng ký kênh ấy nhé. Em tới mã số 5. Mã số 5 em có một con máy Shimano Anode XT size là size 5000. Size 5000 này là thích cho bác câu ngâm, câu lông C. Size 5000 này mình câu được nhiều thế loại nhé. Ngoài hình thì nó cũng có chạy sát chút nhé. Anode XT size là size 5000. Tiếp này. Gạch trước ngon lành, rác trên máy đang có dây bia nhé, các bác phải kỹ thuật tận dụng lại nhé, rồi rác câu to nhé, phải đồng em mượt nhé các bác nhé, chốt chặn ok, à nó bị tê 5000. Con này là mã số 5 các bác nhé, con này nặng 340g, giá là 1.1 triệu các bác nhé, dòng Anode thì có Malaysia xuất Nhật các bác nhé. Mã số 5, 1.1 triệu. Đang tới mã số 6. Mã số 6 thì có một con máy Shimano Utega C3000. Cái dòng C là dòng body thân gọn các bác nhé, C3000. Size này thích hợp cho bác câu lua. Đặc điểm dòng này nó có màu vàng rất đẹp các bác nhé, vàng dương nhé. Mà hình thì nó có chảy sát chốt nhé. Dòng này là của Malaysia xuất Nhật các bác nhé. Đồng C, xe 3000. Trên máy đang có dây bia nhé, các bác phải kịp ra tận dụng lại nhé. Đây này các bác câu ngâm, câu lua. Gạch trước ngon lành, rồi rắc máy, hoạt động em mời các bác nhé. Dòng này nó châm dầu cực kỳ thuận lợi cho mình nhé, nhưng mà chạy chất nhẹ thôi, máy đang còn đẹp nhé.
Em mượt. Chắc chắn ok. Cái này là mã số 6 các bác nhé. Cái này là 250 g, giá là 1 triệu 2 các bác nhé. Mã số 6 giá 1 triệu 2 nhé. Em tới mã số 7. Mã số 7 em có một con máy Shimano Utega C3000 nhé. Dòng C là dòng body thân gọn nhé. C3000. Utega này là bán 2017 các bác nhé. Giá bán này nó chỉ có 1 triệu các bác nhé. Không trả ngược nhé. Hình máy thì nó cũng có chạy sát chút nhé. Dòng này dòng C, sai là xe 3000, sai này do bắt con lùa đẹp rồi, tay coi là tay xích cốt, đổi tay trái phải thoải mái. Đặt cước ngon lành, rồi rác máy, hoạt động em mời các bác nhé. Dạo này nó chỉ một chiều bác nhé, nó không trắng ngược nhé. Tay này các bác câu lùa không ngâm nhé. Êm mượt nhé. Con này là mã số 7 các bác nhé, con này nặng 240 g, giá là 1 triệu 6 nhé. Dòng này thì Malaysia xuất Nhật các bác nhé. Dòng Untega thì của Malaysia, từ đời nó là của Malaysia hết, từ đời sau nhé. Có em tới mã số 8. Mã số 8 có một cái máy T-Winmower size 2500. Cái size 2500 là size cuối sâu nhé, thì vào cho mình rất nhiều dây nhé. Con này thì là máy tay phải các bác nhé. Các bác muốn đổi tay thì phải có cốt đổi tay nhé. Máy tay phải nhé. Rồi hình máy. Vậy thì nó có chạy rất nhẹ thôi. Dòng Tewin là mặc định là của Java sản xuất các bác nhé. Bên Java này. Dòng này có nút châm dầu cực kỳ thuận lợi cho mình nhé. Tay quay xích cốt nhé. Xuống gen nhé. Xe này câu lùa đẹp rồi. Dòng Tewin này là hàng cao cấp của Shimano nhé. Cái kích con này Drag. Hoạt động em mượt các bác nhé. Em mượt nhẹ nhé. Chốt chặn thì ok. Êm một nhẹ. Đặt tay nhé. Êm nhé. Con này là mã số 8 các bác nhé. Con này nặng 250 g, giá là 1 triệu 9 nhé. 1 triệu 9 mã số 8 nhé. Thì các bác đang xem video con máy nào cứ nhắn vào số Zalo nhé. Cần em hỗ trợ gì cứ nhắn vào Zalo em sẽ hỗ trợ em mình nhé. Các bác đang xem video thì cho xin luôn một like và đăng ký kênh ấy nhé. Em tới mã số 9. À, thì cái Zalo của em thì bây giờ nó đang full kết bạn rồi các bác nhé. Thì nói chung là kết bạn được một số ít thôi. Em đang chắc là qua em cho thêm một số nữa các bác nhé. Thêm một số dùng hai số Zalo để kết bạn thêm nhé. Chứ cái số cũ của em thì nó gần full rồi các bác. Phần full bạn rồi. Nay em phải xóa bớt để thêm bạn vào full bạn mất rồi. Mã số 9 em có một con máy Shimano Stradic size 4000M các bác nhé. Size là size 4000. Cối M là cối trung bình các bác nhé. Ngoại hình thì nó chạy sát chút nhé.
tay quay tay xin tay xin cốt đối tay trái phải thoải mái. Sai là sai 4.000, sai 4.000 thì mình câu ngâm câu lăng xê đều được hết nhé. Câu ngâm lăng xê câu lua đấy, lóc bông lua chấm rồi được hết. Dòng static thì nó chỉ một chiều các bác nhé, trên máy thì nó có dây bia nhé, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Ngoại hình trầy sót chốt để kích online draft hoạt động thì em bật nhé. Con này là mã số 9 các bác nhá. Con này nặng 280 g, giá là 2 triệu 2 các bác nhá. Mã số 9 giá 2 triệu 2 nhá. Em tới mã số 10. Mã số 10 em có một con máy Beomaster 2500 MGS nhá. MG là bằng hợp kim magie các bác nhá. 2500. Sau này thích hợp cho bác câu chép nhá. Câu tôm. Câu cá nhỏ nhá. Câu ngâm nhá. Mà hình máy thì cũng chạy rất nhẹ thôi, cũng đang còn đẹp nhé. Dòng này thì sản xuất tại Japan các bác nhé, bên Japan này. Beomaster 2500 MGS. Chai này các bác câu chép, câu tôm, câu ngâm. Gạch kích con lành. Đời rắc máy. Hoạt động là bình thường nhé. Chốt chặn ok. Trên máy là dây cước các bác nhé. Dây là dây cước nhé. Nó bị bung rồi. Con này là mã số 10 các bác nhé, con này nặng 220 g, giá là 1 triệu 2 các bác nhé. Mã số 10, giá 1 triệu 2 nhé. Em tới mã số 11. Mã số 11 em có một con máy Daiwa Sotech Feder Custom nhé, bản 2004 các bác nhé. Ngoại hình máy thì con này nó có tẩy sớt nhé. Dòng Sotech thì là máy cao cấp của Daiwa sản xuất tại Nhật nhé. Bản Custom nhé. Ngày khẩu size 2004, ngoại hình thì con này có trầy sớt. Con này thì nó bị mất cái tiếng đờ rác các bác nhé. Nó bị rớt mất cái có một cái này về bắc bỉa này. Thường thường ở đây nó có một cái thò lùa cái thò lùa ra về bắc bỉa, bác lấy cái cây bác thò, nó thò ra này này để tạo cái tiếng kêu là rắc này, nhưng mà nó bị rớt các bác nhé. Đấy, bình thường ở đây cũng một tiếng cái này thì bác về lấy cái sắp bác bỉa các bác nhé, thì nó sẽ là tiếng kêu lại bình thường nhé. Nó không chế này cũng dễ lắm, làm này cũng dễ lắm, không nó gì đâu. Lấy sắt nào cứng cứng là tí một chút. Dòng sơ tích thì có cốt trợ lực này. Dòng máy cao cấp của Daiwa nhé. Sai này thích ở cho bác cô lua nhé, cô chớp, cô ma hồ, sơ tết bản cút tùm nhé, 2024 nhé, 2004.
Mình cứ chạy sớt nhé. Đặt trước nguồn lại nhé, cái là rác bị mất nhé. Hoạt động thì êm mượt êm ru các bác nhé, hoạt động êm mượt nhé. Chốt chặn ok nhé, hoạt động êm mượt êm ru. Các bác là phải chịu khó chế cái là rác nhé, êm mượt nhẹ tênh. Sơ tích bằng cốt tùng. Con này là mã số 11 các bác nhé. Con này nặng 220 g, giá là 1 triệu 7 các bác nhé. Mã số 11 giá 1 triệu 7 nhé. Em tới mã số 12. Mã số 12 em có một con máy Daiwa Tonoman Z2500C nhé. Cái dòng Tonoman Z này thì là hàng cao cấp của Daiwa các bác nhé. Ngày xưa nó là hàng con hàng đầu bảng của Daiwa các bác nhé. Dòng này sản xuất tại Japan các bác nhé. Tiệm vàng nhé, tiệm vàng cuối vàng. Ngoại hình thì nó có chảy sát chốt nhé. Xe 2500C, xe 2500 cái Daiwa này nó tầm bằng xe 3000 Shimano các bác nhé. Xe này thiết cho bác cô lua nhé, cô ngâm nhé, cô lăng xe nhé, cối là cối sâu nhé. Dòng này là dòng máy cao cấp của Daiwa nhé. Dòng này thì nó khá mắc các bác ạ, giá mới nó mắc lắm, cực kỳ mắc. Gật cứ còn lại là rác, hoạt động êm mượt các bác nhé, êm mượt nhé. Nhưng mà dòng này thì nó chạy nhiều bậc đạn khỏe, cho chặn ok. Dòng này nó chạy hình như là 12 bậc đạn các bác, cực kỳ trâu khỏe. Êm mượt, dòng máy cao cấp của Daiwa nhé. Tôi cho mình rất 2500C. Con này là mã số 12 các bác nhé. Con này nặng 250 g, giá là 2 triệu mốt các bác nhé. Mã số 12 giá 2 triệu mốt nhé. Nên tới mã số 13. Mã số 13 em có một con máy Shimano Sajadic size 2500M nhé. Sajadic size 2500M. Size 2500 thích hợp cho bác cầu lua, cầu ngâm, cầu đăng xe nhé. Mà hình thì nó có chảy sớt chút nhé. Dòng sở thì nó chỉ một chiều bác nhé, tay quay xít cốt, đổi tay trái phải. Gạt cước thì ngon lành, đờ rác, hoạt động thì êm mượt các bác nhé, êm mượt nhẹ nhé, êm mượt nhẹ tay. Nói chung là ngoại hình nó chảy sớt chút thôi, còn hoạt động thì yên tâm, êm mượt các bác nhé. Sở trợ đích 2500. Êm mượt. Con này là mã số 13 các bác nhé. Con này nặng 210 g, giá là 1 triệu 9 các bác nhé. Mã số 13 giá 1 triệu 9. Nên tới mã số 14. Mã số 14 em có một con máy Billmaster
Size 6000 BG nhé. Size là size 6000. Tôi là tôi BG nhé. Dòng này thì dòng máy form lớn các bác nhé. Cho các bác đánh bạc bãi bờ biển nhé. Câu cá tra bò đánh cá lớn nhé. Dòng Biomaster này thì sản xuất tại Japan các bác nhé. Bên Japan này. Hay là size 6000. Tôi là tôi BG. Một hình máy thì đang còn đẹp các bác nhé. Một hình máy đẹp nhé. Nếu dòng này thì cực kỳ bền các bác nhé, rồi đồng cối đá nhé, ngon lành, rồi rác. Trên máy này đang có dây bi nhé, các bác phải kỹ thuật tận dụng lại nhé. Tay quay là tay quay chiết cốt đổi tay trái, tay phải thoải mái nhé. Xoắn rèn đấy, chiết cốt đổi tay trái phải thoải mái. Có nút châm dầu cực kỳ thuận lợi cho mình. Nói chung là ngoại hình đang còn đẹp nhé. Hoạt động em được, chốt trận ok. Bên ca lớn. Câu biển thoải mái. Nói chung máy là còn đẹp các bác nhé. Bác đến cá lớn, câu biển. Cái này là mã số 14 các bác nhé. Cái này nặng 620g, giá là 2,2 triệu các bác nhé. Tiếp tới mã số 15. Mã số 15 em cũng một con máy Biomaster C5000. Cái dòng C là dòng body thon gọn nhé. Size là size 5000. Size này thích là cho bác câu được nhiều thể loại nhé. Dòng Biomaster này thì đã có ra 3 sản xuất các bác nhé. Rồi thì nó có chảy xớt nhé. Size 5000 thì công gông, câu năng C. Câu được như thế loại nhé. Tay quay là tay xít cốt, đổi tay trái phải nhé. Tay quay sắm rèn đấy. Trên máy thì có dây bia nhé. Các bác phải kiếm được tận dụng lại nhé. Rồi thì chảy xớt nhé. Câu nút châm dầu cực kỳ thuận lợi mình nhé. Giải quyết ngon lành. Rồi gác máy. Hoạt động. Hoạt động bình thường nhé. Chất chặn ok. Không ngâm lăng xê câu lua đều được hết. Dòng C, size 5000, mấy giai ban sản xuất. Để ra nhé. Cái này là mã số 15 các bác nhé. Cái này nặng 370g, giá là 2 triệu các bác nhé. Mã số 15, giá 2 triệu. Đến tới mã số 16. Mã số 16 em có một con máy Biomaster FTK4000XG bác nhé. Dòng này là bản Biomaster sản xuất tại Japan các bác nhé. Bên Japan này. Ngoại hình máy thì còn cực kỳ đẹp các bác nhé. Nó còn mới keng như mới. Đẹp không phải trầy xớt gì cả các bác nhé. Cực kỳ đẹp là đít này. Đít cũng là bóng loáng luôn này. Đẹp lắm. Size là size 4000.
Sai này thì mình câu ngâm, câu răng C, câu lua đều được hết nhé. Đặc điểm với dòng bia này thì là tay quay màu vàng, cối vàng nhé, rất đẹp nhé, mấy đẹp nhé. Đẹp lắm, nó hình nhập. Đẹp thích một này. Rồi trên dây máy thì đang có dây bia nhé, dây bia cũng đang còn rất mới này, các bác phải kiếm được tận dụng lại này. Size 4.000 này mình câu được nhiều thế loại nhé, câu ngâm, câu lăng xê, câu lùa nhá, nhảy mồi sống đều được hết nhé. Máy thì còn tuyệt đẹp nhé, đi cũng bóng lắm, không biết chạy sớt thì cả nhé. Những dòng này mà còn đẹp thế này hiếm lắm các bác. Rồi cước, rồi rác máy, đồng em mời các bác nhé. Máy này hoạt động em mời nhé, chốt chặn ok. Đi mất tôi ít kiệm 4.000 XG. Xe 4.000, tôi là tối G là vòng tua cao nhé, ra tiêu 6.2 nhé. Mới đẹp như mới. Con này là mã số 16 bác nhé, con này nặng 310 g, giá là 3 triệu các bác nhé. Mã số 16 giá 3 triệu. Chúng tới mã số 17. Mã số 17 em có một cái máy Daiwa Luviad LT2500S các bác nhé. Daiwa Luviad LT2500S bản tay quay đôi nhé. Tay quay đôi thì nhìn nó đẹp hơn các bác nhé. Đẹp hơn tay quay đơn. Dòng này là của Trung Quốc xuất Nhật các bác nhé. Dòng bản này nó có hai bản, một bản của Trung Quốc sản xuất, một bản là của Nhật sản xuất các bác nhé. LT2500S DH. Vì hát là tay quay đôi nhìn rất đẹp, mà hình máy cũng đang còn tuyệt đẹp các bác nhá, đít cũng đang cũng ngon này, nhưng mà máy đẹp lắm. Máy đẹp các bác nhá. Xe này thích hợp cho bác cô lua nhá, xe này cô lua đẹp rồi, tay quay đôi nhìn rất đẹp. Trên máy thì có dòng có dây bia nhé, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Máy đẹp, đẹp các bác nhé. Đẹp keo. Con này chỉ thiếu ở phụ kiện nhé, ngoại hình thì rất đẹp nhé. Bụng loáng. Đợt cứ ngon lành. Đợt rác máy. Hoạt động êm mượt nhé. Dòng này thì dòng máy cao cấp của Daiwa các bác nhé. Có mặt siêu này, có nước mặn thoải mái này, cầu lùa con này có đá, xe quay đôi nữa, máy đẹp hoạt động êm mượt. Dạo này nó chỉ một chiều bác nhé, nó không trao ngược đâu nhé. Đây là Luviad bản 2020 các bác nhé, bản năm 2020, ngoại hình đẹp. Một con máy tầm tầm cao cấp của Daiwa các bác nhé, tầm cao nhé, cận cao cấp Luviad
LT2500S máy đập keng hoạt động thì khỏe bạn, máy đẹp hoạt động thì êm mượt nhé. Con này là mã số 17 các bác nhé, con này nặng 180g, giá là 3,6 triệu các bác nhé, rất nhẹ nhé, tay quay đôi mà nó rất nhẹ nhé, con này tôi lùa tuyệt vời. Tới mã số 18, mã số 18 có một con máy ngang các bác nhé, đây qua Tatula, Tatula 1000HL các bác nhé, Tatula 1000HL nhé. Mà hình máy, hình máy đang còn đẹp các bác nhé, máy này máy tay trái nhé, Tatula bán này bán 2020 các bác nhé, vấn đề mới nhé. Máy còn đẹp các bác ạ, máy tay trái Tatula này có hình con nhện các bác nhé, có hình con nhện, đây qua Tatula, dòng đây qua Tatula là của Thái Lan xuất nhập các bác nhé, Thái Lan. Máy thì tuyệt đẹp, máy còn rất đẹp nha. Cái này ratio là 6.3 các bác nhé, ratio 6.3 nhé, Tatula. Máy đẹp nhé, làm mấy ngon bò rẻ nhé. Tatula 1000 là 100HL. Nó đẹp kèm, hoạt động êm mượt các bác nhé, êm mượt nhẹ. Này có TVS nhé, TVS chống mài mòn dây nhé, Tatula. Nói chung là máy đẹp hoạt động êm mượt các bác nhé, máy đẹp. Đấy, đeo hoạt động em ơi. Con này là mã số 18 các bác nhé, con này nặng 190g, giá là 1,9 triệu các bác nhé. Mã số 18 giá 1,9 triệu nhé. Máy đẹp nhé. Mình còn rất đẹp. Em tới mã số 19. Mã số 19 em có một con máy máy Metaneum bản 2016 các bác nhé. Metaneum MZL bán 2016, Metaneum MGL nhé. Con này là bản Metaneum bản HG, HG đã ra tiêu rồi, 7.4 các bác nhé, HG 7.4 Metaneum bản 2016, máy tay trái. Vậy máy thì nó cũng có một vài điểm chạy sớt các bác nhé, một vài điểm chạy sớt ở mặt trên các bác nhé. Dòng này thì chạy 10 bậc đẳng các bác nhé. Dòng Metaneum này là sản xuất tại Japan các bác nhé. Japan này. LHG tay trái là tay trái nhé, tua HG nhé, MZL Japan Shimano Metaneum 2016. Nói chung là máy là còn sáng đẹp nhé, chỉ định mà bị một vài điểm chảy ở trên này nhé, một này. Đấy mấy điểm chảy này, nói chung máy là còn đẹp nhé, ở phía dưới thì đẹp hết. Giờ tiêu là 7.4. Máy Japan sản xuất, hoạt động cực kỳ êm mượt các bác nhé, êm mượt nhẹ nhá, êm mượt nhẹ tay, êm ru nhá, êm mượt nhẹ,
Êm ru, máy đẹp, máy còn sáng đẹp không anh nhé, bị vài một điểm trầy thôi. Thu HG 7.4. Con này là mã số 19 các bác nhé. Con này nặng 180 g, giá là 2 triệu 6 các bác nhé. Mã số 19 giá 2 triệu 6 nhé. Metaneum tay trái bản 2016. Em tới mã số 20. Mã số 20 em có một con máy Shimano SLX-DC71HG. Shimano SLX-DC thì nó sẽ có hai dòng các bác nhé. Một dòng là 71HG và một dòng là 151HG nhé. Cái dòng 71HG này thì nó dùng nó bán nội địa Nhật thì nó sẽ mắc hơn 151 các bác nhé. 151 nó sẽ rẻ hơn. Ngoài con này thì nó có trầy sức chốt chỗ phía mặt trên các bác nhé, chấm một chút thôi, nói chung nó cũng đang đẹp các bác nhé, bình nhẹ. Máy tay trái dòng có DC SLX-DC. Cái dòng mà DC của SLX rất nó kêu rất to các bác nhé. Đi rồi 7.2 tô HG. Dòng SLX-DC này là của Malaysia xuất Nhật các bác nhé. Quay rất êm mượt các bác nhé. Khi mình ném dây thì nó sẽ có tiếng DC các bác nhé. Khi quay mình quay thì bình thường này thì có nghe lắm. Chỉ khi mình ném dây thì nó lực nó mạnh, dây nặng á thì nó sẽ quay nghe được tiếng DC hơn. Nói chung này hoạt động êm mượt nhẹ các bác nhé. Quay tiếp tục mù. Cực kỳ êm mượt. Nhẹ. Nói chung là máy đang còn đẹp các bác nhé. Trên máy này nó có dây cước các bác nhé. Máy tay trái. SLX-DC71HG. GTO 7.2. Rất là đẹp, hoạt động êm mượt nhé. Cuối này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Sổ sách dầu máy, đang còn dầu máy đây nhé. Đầy đủ nhé. SLX-DC71HG, ratio là 7.2, tải cá là 5,5 kg, nặng 270 g, chạy 7 bậc đạp. Cái này là mã số 20, giá là 2 triệu 6 các bác nhé. Mã số 20 nhé, máy đẹp hoạt động êm mượt nhé. SLX-DC. Nên tới mã số 21. Mã số 21 em có một máy Daiwa Tatula SVT 103 HL nhé. Hình máy thì có chạy rất nhẹ nhé, đang cũng đang còn đẹp nhé. Với tay trái. Tatula thì có hình con bọ cạp thôi nhé. Dòng đây có Tatula này là của Thái Lan xuất Nhật các bác nhé. Thái Lan. Tatula SVT đốt ratio 6.3. Nói chung mấy lần đẹp nhé.
Nói chung là hoạt động êm mượt các bác nhé, êm mượt nhẹ. Em bật nhẹ nhé. Dép về, tiếp về đốt, dép về sờ bùn. Tìm cặp. Cái này thì còn hộp sổ sách các bác nhé. Một sổ sách nhé. Cái dòng dòng máy của Daiwa, dòng máy ngang này thì nó không có dầu máy các bác nhé. Daiwa Tatola SVTV Dup 10MHL Tatola bản 2020 các bác nhé. Cái tỷ 6.3, nặng là 190g, tải cá là max 5kg, phôi dây shock 3cm, chạy 7 bậc đạn nhé. Cái này là mã số 21, giá là 2 triệu các bác nhé. 2 triệu, máy còn đẹp nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Em tới mã số 22. Mã số 22 em có một con máy Daiwa Theory 2506 các bác nhé. Dòng Theory thì được cái thiết kế đẹp. The Jack 2, đúng là tay cá cũng khỏe, câu rất sướng các bác nha. Màn hình thì nó chạy rất nhẹ. Nói chung đang đẹp các bác nha. Rất nhẹ thôi. Xoài này thích ở chỗ bắt câu lua nhé. Dòng theo đi thì dòng này cũng mặc siêu nhé, mặc siêu là dầu tựa tính kháng nước, các bác cầu nước mặn thoải mái nhé. Tay quay là tay quay siết cốt, đổi tay trái phải thoải mái nhé. Đặt trước online. Để rất dòng theo đi rất hay các bác nha. Nghe rất hay. Thiết kế đẹp, để rất hay. Câu kéo khỏe. Hoạt động em mật nhé. Dòng này theo đi thì chơi cực kỳ hay. Có cốt trợ lực nha. Dòng này ngon bó rẻ nhé, ngon trong tầm giá, lấy đẹp thiết kế đẹp rồi rất hay. Chỗ này còn đẹp các bác nhé. Cái này thì cái hộp đi theo là hộp Tewin bác nhé, không phải hộp của nó nhé. Cái này nặng 185g, mã số 22, giá là 2 triệu 6 các bác nhé. 2 triệu 6 nhé. Dòng Theory thì cực kỳ nhẹ các bác nhé. 185g thôi. Dòng này thiết kế nhẹ, đỏ rất hay. Nói chung là chơi cũng hay. Dòng này thì nhiều đặc điểm tốt các bác nhé. Tới mã số 23. Mà số 23 em có một con máy Daiwa Tatula LT2500SXH các bác nhé. Dòng Tatula máy đứng các bác nhé. Hình máy. Vì thì nó trời sất nhẹ thôi. Tay quay là tay quay cheat code, rồi tay trái phải thoải mái. Tatula.
ship online, direct máy. Thầy có ship code đổi tay trái phải thoải mái nhé. Size này thích ở chỗ bác cô lùa nhé. Hoạt động em bật nhẹ tay nhé. Đấy đẹp, em bật nhẹ. Cái này các bác cô lùa thì tuyệt vời rồi. Size 2500. Dòng LT là dòng nhẹ các bác nhé. Hoạt động cực kỳ em bật nhé. Catula cắt cước rắc đây có Catula chữ màn đẹp các bác nhé. Con này thì còn nguyên thủ phụ kiện các bác nhé, đầy đủ nhé, không thiếu gì nhé. Đây là Tatula LT 2500SXH. Tatula bản 2018 các bác nhé. Ratio là 6.2, nặng là 185g, tải cá là 5kg, thu dây 87cm, chạy 6 bậc nặng. Cái này là mã số 23, giá là 2.1 các bác nhé. Mã số 23, giá 2.1. Đến tới mã số 24. Mã số 24 em có cùng một máy Shimano Utega C3000. Dòng C là dòng body thân gọn các bác nhé. Size là size 3000. Ngoại hình máy. Ngoại hình máy thì máy nó còn đẹp các bác nhé. Utega bản 2021 bản đầy mới bây giờ các bác nhé. Máy thì trầy sức nhẹ nhé, đang đẹp nhé. Tay quay là tay quay xích cốt, đổi tay trái phải. Size 3000 thì các bác coi lùa là đẹp rồi. Quấy sâu, bỏ cho mình được rất nhiều dây nhé. Máy thì đẹp. Gạch cước ngon này. Rắc máy. Hoạt động thì êm mượt nhẹ các bác nhé. Máy đẹp hoạt động êm mượt nhé. Dòng Utega này thì nó chỉ một chiều bác nhé. Bản này mới, máy Shimano đời mới nó một chiều thôi, không trái ngược đâu. Tay quay là tay quay xích cốt, đổi tay trái phải thoải mái. Máy đẹp hoạt động thì êm mượt. Hoạt động khuế bàn nhé. Máy thì đẹp. Utega C3000. Máy đẹp em mượt. Utega C3000 nguyên hộp phụ kiện, giá tiêu là 5.3, tải cá là 9kg, nặng 225g, chạy sóc bạc đạn, thu dây 78cm. Con này là mã số 24, giá là 2.3 bác nhé. 2.3 nhé. Em tới mã số 25. Mã số 25 em có một con máy Shimano Sajadic 2500S các bác nhé. Đây là Sajadic bản 2019 các bác nhé. Size là size 2500. Ngoại hình máy. Ngoài thì đang còn đẹp các bác nhé. Để rất nhẹ thôi. Size 2500. Size này thích cho bác câu lùa nhé. Size đích bản 2019. Để xuất ông mèo đít nhé.
Sáng nay các bác con lua đẹp rồi. Nói chung máy làm đẹp nhé. Gạch cứ ngon lành. Đờ rác máy. Hoạt động thì êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhẹ. Máy đẹp hoạt động êm mượt. Tay qua là tay qua Sitcode. Đổi tay trái phải thoải mái nhé. Đêm mượt nhập tay. Dù là máy còn đẹp nhé, hoạt động em mượt nhé. Giật cước con lại. Rồi rác. Đấy. Dòng sở đích nó chỉ một chiều bác nhé, nó không trái ngược đâu nhé. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện nhé. Sở hữu đích 2500S, ratio là 5.3, tải cá là 4 kg, nặng 220 g, chạy 7 bậc đạn, thua dây là 78 cm. Con này là mã số 25, giá là 2,4 triệu các bác nhé. Mã số 25, giá 2,4 triệu. Tiếp tới mã số 27. Mã số 27 có một máy Shimano Vanfor C2000SHG các bác nhé. Vanfor C2000SHG. Dòng C, size là size 2000 nhé. Size này thích hợp cho bác câu UL nhé, câu cá nhỏ nhé, câu rô suối nhé. Hình máy thì nó cũng có thể sớt nhé. Size là size 2000. Xe này có bác cầu UL là chuẩn, dòng Vanfor thì là bằng vật liệu C4 là siêu nhẹ các bác nhé. Có bác cầu UL tuyệt vời rồi. Vậy con này có chạy sớt nhé. Tay quay là tay quay Sitcode, xoắn rè nó đổi tay trái phải thoải mái nhé. Gạt tiếp con này. Rồi rắc máy, rồi rắc cầu to nhé. Hoạt động thì êm mượt nhẹ các bác nhé, êm mượt nhẹ tay nhé, êm mượt nhẹ tay. Trên máy đang có dây bi nhé, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Dòng Vanfor thì nó chỉ một chiều bác nhé, nó không trái ngược đâu nhé. Máy này còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Shimano Vanfor C2000SHG, ratio là 6.1, tải cá là 3 kg, nặng 150 g, cực kỳ nhẹ các bác nhé. Xoay 2000 nó chỉ có 150 g này. Các bác UL tuyệt vời này. Cực kỳ nhẹ. Con này chắc là nhẹ nhất, 150 g. Chạy 8 mặt đạn nhé, tôi chạy 82 cm. Câu UL tuyệt vời. Cái này là mã số 27, giá là 2,6 triệu các bác nhé. Mã số 27, giá 2,6 triệu. Tới mã số 28. Mã số 28 này có một con máy Shimano Sajadic 4000 MHG nhé. Size là size 4000. Tôi là tôi HG, cuối là cuối M nhé. Shimano Sajadic 4000 cuối M, tôi là tôi HG. Ngoại hình máy người thì đang còn đẹp các bác nhé. Chỉ sức con mèo nhẹ, đang còn đẹp nhé. Mới đẹp. Viết này.
Con này thì người ta đã độ núng các bạn nha, độ núng cầm sút này, độ trúng đổ này, độ núng độ trúng đổ nha. Trên máy thì đang có dây BE nha, các bác phải kịp và tận dụng lại nhé. Size là 4000, size 4000 thì thích hợp cho bác câu ngâm, câu lua, câu lăng xê đều được hết. Hoạt động êm mượt, máy đẹp, hoạt động êm mượt nhẹ nhé, êm mượt nhẹ tay. Đã độ núm nha, độ núm, độ trúng đổ. Dòng Sở thì nó chỉ có một chiều bác nhé. Đây là Sở bản 2019 nhé. Độ núm, độ trúng đổ nha. Chúng là máy đẹp nhé. Trên máy này có đang có dây BE nhé, bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Rồi rắc máy. Động êm mượt nhẹ tay, nói chung là máy đẹp và động êm mượt. Xin lỗi Sở Giao Tích 4000 mHg, ra tiêu là 5.8, tải cá là 11 kg, nặng 280 g, chạy bề mặt đạm tôi dài 95 cm, máy nguyên hộp phụ kiện. Có này là mã số 28, giá là 2,6 triệu các bác nhé. Mã số 28, giá 2,6 triệu. Em tới mã số 29. Mã số 29 em có một cái máy Daiwa Blast LT5000D xế khác nhé. Ngoài hình máy, ngoài thì nó cũng có chạy rất nhẹ nhé. Size 5000. Size 5000 thì cực kỳ linh động cho mình nhé. Mình câu ngâm, câu lăng xê, câu lua đều được hết nhé. Dạo này thì nó có mặc siêu nhé. Mặc siêu là dầu tựa tính thì các bác câu nước mặn thoải mái nhé. Size 5000, câu được như thế loại. Ngoài thì nó có chảy sát chút nhé. Dạo này thì nó có cốt trợ lực nhé. Cuối là cuối sâu và cho mình rất nhiều dây và rất máy. Con này hoạt động, con này bị xào các bác nhé. Câu kéo thì cũng không hiểu là, nhưng mà tiếng xào xào thì nó hơi khó chịu một chút. Đây là xanh 5000. Tay quay là tay quay cheat code, đổi tay trái phải thoải mái nhé. Chạy rất nhẹ thôi. Dạo này nó có tiếng mập siêu thì nó cũng có tiếng xe xe nữa. Nó cũng... Cả hai vì xào nhẹ nhá, vòng quay rất nhẹ các bác nhá, tay quay tay quay xích cốt, đôi tay trái phải thoải mái. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện nhá, sổ sách lồng đèn, Blast LT5000D xế khác, ratio là 6.2, nặng là 285 g, tải cá là 12 kg, thô dây là 105 cm, chạy sóc hoặc đạn và đắt bản 2018 các bác nhé. Nhưng mà máy bị chạy rất nhẹ thôi, có xào nhẹ nhé. Có này là mã số 29, giá là 1,9 triệu các bác nhé, 1,9 triệu nhé. Cầu kéo thì cũng nó không hiểu nó vòng quay rất nhẹ nhé. Lên tới mã số 30. Mã số 30 em có một con máy Buildmaster size 4000 nhé. Dòng Buildmaster này là của Japan sản xuất các bác nhé.
liêm vàng, ra ban sản xuất. Xe 4 ngàn thì thích hợp cho mình câu như thế loại nhé. Câu ngâm, câu lăng xê đều được hết, câu lua đều được hết nhé. Mô hình thì nó có chảy sớt chút nhé. Tay quay là tay quay xích cốt nhé, đối tay trái phải thoải mái nhé. Trên máy đang có dây bê nhé, các bác phải kịp vào tận dụng lại nhé. Gạt cước còn lại, hơi khô dầu chút các bác nhé. Hoạt động êm mượt nhé, êm mượt nhả tay nhé. Chốt chặn thì ok. Nói chung là loại hình nó chảy sát chút thôi. Hoạt động thì ok. Xe là xe 4.000. Tay quay là tay quay xích cốt nhé, xoắn ren nhé. Đối tay trái phải thoải mái nhé. Cái này bác công ngâm con lăng xê rồi. Bio 4.000. Con này còn hộp thôi các bác nhé. Hộp rách trong này không có. Bio Master size 4.000. Radio là 4.8. Tải cá là 5 kg, nặng 310 g, chạy 6 bậc đạn. Cái này là mã số 30, giá là 2.1 triệu các bác nhé, 2.1 triệu nhé, mã số 30. Hôm tới mã số 31. Mã số 31 có một con máy Daiwa Leica LT 5000D CE khác nhé. Ngoại hình máy, nói chung là ngoại hình có trời sắt nhẹ nhé. Xoay 5.000. Xoay này thích hợp cho mình câu được thế loại nhé. Cùng ngâm lăng xê, câu lua nhái nhảy, mồi sống là được hết nhé. Ngoài này có trời sắt nhẹ nhé. Tay quay là tay quay xích cốt, đổi tay trái phải thoải mái. Giờ ngoài thì nó có mặt siêu nhé. Mặt siêu là dầu tự tính kháng nước, các bác câu nước biển thoải mái nhé. Ngoài hình trời giúp tôi, hoạt động này tuyệt vời. Gạt cước online rồi rất máy, hoạt động cực kỳ êm mượt các bác nhé, em mượt nhà tay nhé. Chốt chặn thì ok. Chút trời sắt chút nhé. Cuối này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Sổ sách trong đền nhé. Đây là Lisa LT 5000D CE khác. Radio là 6.2, nặng là 290 g, tải cá là 12 kg, thân dây là 105 cm, chạy 5 bậc đạn. Cuối này là mã số 31, giá là 2.1 triệu. Thì các bác lát xem video cái máy nào chứ nhắn vào số Zalo nhé. Cái em hỗ trợ gì chứ nhắn vào số Zalo em sẽ hỗ trợ mình nhé. Các bác xem video tiện tay cho em xin luôn một like và đăng ký kênh ấy nhé. Như mình nay mình đăng ký thì mình sẽ thấy video sớm hơn, sẽ chọn và mua được những con máy đẹp và ưng ý hơn nhé. Em thấy con mã số 32. Mà số 32 em có một con máy Daiwa Caria LT 4000SC. Đây là cây đa bản 2021 các bác nhé. Ngoại hình máy, ngoại hình thì nó cũng có trời sớt chút nhé. Trời sớt như ăn bông mèo nhé. Xe là xe 4000. Xe này thích là cho bác câu lua nhé. Câu lua nhá nhảy mùi sống, câu ngâm năng xe đều được hết. Dòng này thì nó có mặt siêu, mặc siêu là cho tự tính kháng nước, các bác câu nước mặn thoải mái nhé.
Đấy, nếu mà ngoại hình nào đẹp thì sẽ rất nhẹ thôi. Trên máy thì cũng đang có JBL nhé, em nhìn thấy nó còn rất mới nhé, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Máy thì chạy rất nhẹ lông mèo thôi, đang đẹp. Bản này là bản tin giấm body các bác nhé, làm siêu nhẹ, xe 4.000. Gạt cước ngon lành, rồi ráp máy, hoạt động thì êm mượt các bác nhé, êm mượt nhẹ nhé. Nhưng mà máy là còn đẹp, hoạt động êm mượt, xe 4.000 thì cầu như thế loại rồi. Dạo này nó chiếu một chiều bác nhé, nó không trả ngược đâu nhé. Máy đẹp hoạt động êm mượt nhé. Đây có Cardia LT 5.000 ở 4.000 SC. Ratio là 5.2, nặng là 230 g, tải cá là 12 kg, thô dây 82 cm, chạy shock bạc đạn. Cái là bản 2021 các bác nhé. Hàng nội địa Nhật một tiêm nhé, bán nội địa Nhật. Con này còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé, sổ sách không đền nhé. Con này là mã số 32, giá là 2,5 triệu các bác nhé. Mã số 32 giá 2,5 triệu, máy là còn đẹp, nguyên hộp phụ kiện nhé. Em tới mã số 33. Mã số 33 em có một máy Billmaster FTK 5000XG nhé. Ngoại hình máy, ngoại hình thì còn đẹp các bác nhé. Size là size 5000, tủ là tủ XG. Máy đẹp nhé. Xe 5.000, tuổi G, máy tập can. Xe này thích ở cho bác câu được nhiều thế loại nhé. Câu lua, nhái nhảy mồi sấu, câu ngâm, năng xe, câu đục đầu cần đều được hết nhé. Dòng SV kép khá mạnh, các bác câu biển thoải mái. Trên máy thì có dây BL năng còn rất mới này, các bác phải kiểm tra tận dụng lại này. Máy thì tập can nhé. Nó còn rất đẹp. Tay coi tay coi xích cốt đổi tay trái phải. Máy đẹp nhé. Và trước ngon lành. Rồi rót máy. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Máy đẹp hoạt động êm mượt nhé. Chốt trận ok. Đấy, đẹp hoạt động em rồi, đẹp keng nhé. Đẹp như mới. Tay coi là tay coi cheat code, đổi tay trái phải thoải mái nhé. Để rắc máy. Cái này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé, sổ sách lông này này đủ không thiếu gì nhé, hộp cũng như mới nhé. Billmaster FVK 5000XG, giá tiêu là 6.2, tải cá là 11 kg, nặng là 315 g, chạy 7 bậc đạn, thô dây là 105 cm. Cái này là mã số 33, giá là 2,9 triệu các bác nhé, 2,9 triệu, máy đẹp như mới nhé. Em tới mã số 34. Mã số 34 em có một con máy Xeon BB 4000 MXG các bác nhé. 4000 MXG.
Mô hình máy. Mô hình thì nó cũng có chỉ sức nhẹ thôi nhé. Size là size 4000. Cuối M là cuối trung bình nhé. Tô là tô XG. Nói chung máy này còn đẹp các bác nhé. Dòng này thì kháng mặn rất tốt nhé. Dòng này tất cả cho bác lua chấm nhé, có lốc bông nhé. Dòng này kháng mặn cực tốt, các bác lua chấm thoải mái nhé. Size là size 4000, tôi là tôi XG, lua chấm là tuyệt vời rồi. Mô hình thì nó chảy sắt chút thôi nhé, lua chấm lốc bông có mùi xấu. Tay coi là tay coi xích cốt, đổi tay trái phải thoải mái nhé. Máy thì chảy sắt nhẹ thôi, đang đẹp nhé. Bốn ngàn mọi g mấy đẹp nhé, đặt cước ngon lành rồi rắc máy hoạt động êm mượt các bác nhé. Dòng này thì nó chỉ một chiều bác nhé, nó không trái ngược đâu nhé. Nó chỉ một chiều, nó không trái ngược đâu. Nguyên thủ phụ kiện nhé. GSLB 4000 mấy g. Ra tiêu là 6.2, tải cán là 11 kg, nặng 280 g, chạy số bậc đạn, thua dây là 99 cm. Cái này là mã số 34, giá là 2,3 triệu các bác nhé. Số 34, giá 2,3 triệu nhé. Em tới là mã số 35. Mà số 35 em có một con máy Biomaster SVK 10.000 HG nhé. Mô hình máy, mô hình thì đang còn đẹp các bác nhé. Dòng Biomaster SVK 10.000 HG mà còn đẹp thế này rất hiếm các bác nhé. Rồi size nhỏ thì nhiều, nhưng mà size 10.000 mà đẹp thế này còn rất hiếm. Trên thị trường cũng không còn nhiều đâu các bác nhé. Size 10.000, mô hình đẹp, chỉ rất nhẹ thôi. Đấy này, ít tiền kép 10.000 HG, nhưng mà máy còn đẹp nhé. Xe 10.000 mà còn đẹp bây giờ rất còn rất ít các bạn. Sai này thích ở cho báo câu bạc bãi bờ biển, câu cá tra bò, đánh cá lớn sẵn hàng nhé. Tay quay là tay quay xích cốt sẵn rèn, đổi tay trái phải thoải mái. Trên máy đang có JB đang cũng đang còn rất mới nhé, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Và cước ngon lại rồi rắc máy, hoạt động êm mượt các bác nhé. Em bật nhà tây nhá, máy đẹp hoạt động em bật nhá, rất chặn ok. Em rô con này các bác câu biển sẵn hàng tuyệt vời, máy đẹp hoạt động em bật nhá. Cái này thì còn nguyên thủ phụ kiện các bác nhá, sổ sách trong này đầy đủ không thiếu gì nhá. Biomaster SVK 10.000 HG, ratio là 5.7, tải cá là 13 kg, nặng 570 g, chạy 7 bậc đạn, thu dây là 113 cm nhé. Cái này là mã số 35, giá là 3,5 triệu các bác nhá.
thì các bác lát xem video ưng con máy nào chú nhắn vào số Zalo nhé, cần em hỗ trợ gì chú nhắn vào số Zalo em sẽ hỗ trợ mình nhé. Các bác xem video cuối video rồi thì cho em xin luôn một like và đăng ký kênh ấy nhé. Thì mình like và đăng ký thì video này mình không chọn và mua được những con máy đẹp ấy, thì video sau mình cũng chọn và mua được những con máy đẹp và ý thôi. Em chào các bác và hẹn gặp các bác ở các video sau nhé.